Tính từ đầu năm đến hết tháng 6, công ty SpaceX của ông Musk đã đưa hơn 1.000 vệ tinh Starlink lên quỹ đạo trái đất. Với số lượng này, SpaceX chiếm hơn 60% số vệ tinh được phóng trên toàn thế giới trong nửa đầu năm 2023. Theo dữ liệu từ nhà vật lý thiên văn Jonathan McDowell ở Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard Smithsonian, Mỹ, theo tờ Nikkei Asia, các cụm vệ tinh nằm ở quỹ đạo thấp của trái đất cho phép kết nối Internet nhanh hơn so với các dịch vụ băng thông rộng cố định mặt đất và ông Musk đã đầu tư rất nhiều tâm sức vào thị trường đang phát triển này. Theo Nikkei Asia, SpaceX đã phóng gần 5.000 vệ tinh Starlink vào không gian kể từ năm 2019 và đã xin cấp phép vận hành tổng cộng 42.000 vệ tinh. Starlink đến nay chủ yếu tập trung vào phân khúc B2B, doanh nghiệp với doanh nghiệp. Starlink cũng đã đóng vai trò quan trọng ở Ukraine, nơi nhiều cơ sở liên lạc mặt đất đã bị phá hủy trong xung đột với Nga. Sau cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Mỹ hôm 20 tháng 6, ông Musk bày tỏ mong muốn cung cấp dịch vụ viễn thông vệ tinh ở Ấn Độ, nói rằng việc tăng cường khả năng truy cập Internet có thể cực kỳ hữu ích ở những nơi xa xôi và hẻo lánh của đất nước.